tutiyam pisang thang saranang gacchami tatiyam vibhuthang saranang gacchami tatiyam pithammang saranang gacchami tatiyam pisang thang saranang gacchami iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicchacarana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisadamma sarathi sattha deva manussanam buddho bhagavati nathi me saranam anyam buddho me saranam vara ete na sacca vacce na hontu me jaya mangalam uttamange na vandeham badamam samvaruttamam buddhe yo khalito doso buddho khamato tang mamam sakhato bhagavata dhammo sandhitiko akadiko ehi basiko opanayiko pachatang vedita po vinyu hitinati me saranang anyang dhammo me saranang varang ete na sacca vacce na hontu me jaya mangalam uttamange na vandeham dhammen caruvithang varang thamme yo khalito doso thammo kamato tang mamam subhatibhanno bhagavato savaka sangho ujubhatibhanno bhagavato savaka sangho nyayabhatibhanno bhagavato savaka sangho samijibhatibhanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani atha purisa bungala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraneyo anuttara punya khetam loka satinathi me saranam anyam sangho me saranam varam ete na sacca vacce na hontu me jaya mangalam uttamange na vandeham sankhaim caduvithottamam sankhe yo khalito doso sankho khamato tang mamam vandami cheti yang sabbang sabbathane subhatithitam saririka thatu maha bodhin buddha rupa sakalang sada sambuddhe atha visancha dvada sancha sahasake pancha sata sahasani namami sirasa aham te sang thammancha sangkhancha adarena namami ham namakaranu fave nahanto sabbe upatave aneka antaraya pivina santo ase sato sambuddhe pancha panya sancha chatuvi sati sahasa kera sata sahasa ninamami sirasa aha te sang thammancha sangkhancha adarena namami ha namakaranu fave nahanto sabbe upatave aneka antaraya pivina santo ase sato sambuddhe na uttara sate atha chattali sa sahasake visati sata sahasa ninamami sirasa aham te sang dhammancha sangkhancha adarena namami ham namakaranu fave nahanto sabbe upatave aneka antaraya pivina santo ase sato sabbe purati maya disaya satta avera sukhi hontu sabbe purati maya disaya satta avera sukhi hontu sabbe dakhina yadi saya sata awera sukhi hontu sabbe dakhina
Ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho du sa pe pa chi ma. Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho du sa pe pa chi ma. Ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho du sa pe u ta ra. Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho du sa pe u ta ra. Ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho du sa pe u pa ri ma. Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho du sa pe he ti ma. Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho du sa pe sa ta a we ra ho du su ki ta ho du ni du ka ho du a pya pa cha ho du Anika hondo di ka yuga hondo aguga hondo sambati hisami chandu suki atana pariharando dukha pata janik dukha faya pata janik faya soka pata janik soka hondo sape pipanino Akasa tha cha phun ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bồn nhăn nô anô mô đăng tu chi răng ra khăn tu sa sa nam Akasa tha cha phun ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bồn nhăn nô anô mô đăng tu chi răng ra khăn tu nô ga ru Akasa tha cha phun ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bồn nhăn nô anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu nhé ta yô Akasa tha cha phun ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bồn nhăn nô anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu pa ni nô Akasa tha cha phun ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bồn nhăn nô anu mô đăng tu chi răng ra khang tu nô sa đa I đăng va ta nô bồn nhăn a sa wa kha ya wa hăng hôn tu ana ga te ka le Sa thú sa thú sa thú sa thú Dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Thiên Tuệ cầm mít để giảng tiếp cho chúng con. Nam mô Phật Thầy Giá Nam mô Tham Ma Giá Nam mô Tham Ma Thầy Giá Xin chào các thầy học viên. Giờ tới hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài thứ 6. Thì rồi thì chúng ta mới học xong phần từ vựng. Nay thì mình sẽ học tiếp phần còn lại của bài này. Thì bài số 6 chúng ta có phần hiện tại phân từ rồi danh từ năm tính vị ngữ cú như là thất cú. Bây giờ chúng ta sẽ học tới phần danh từ năm tính vị ngữ cú này trước đi. Chà, hôm nay rất là nhiều bạn kia hiện tại phân từ đều là danh từ hay tính vị ngữ cú. Mình khi học cái bảng chia này trước đi. Rồi danh từ năm tính vị ngữ cú như là sắc cú. Ở đây chúng ta để ý đó là trước đây là mình đã học một dạng danh từ năm tính vị ngữ cú như là cá rút thì đó là dạng phổ thông. Còn dạng danh từ năm tính vị ngữ cú như là sách cú tạo sư ở đây đó là phần lớn các danh từ này nó được hình thành từ một từ ngữ căn với một tiếng vị ngữ với tiếng vị ngữ. Thì ở đây là tiếp viên ngữ cú ở phía sau. Thì đó là phần khác biệt giữa các danh từ năm tính vị ngữ cú ở dạng phổ thông so với vị ngữ cú ở dạng sách cú.
Thì sau này chúng ta sẽ có một bài học học về các danh động từ ở dạng này, dạng nó ghép như thế nào để có chữ tú ở phía sau. Này phần nguyện 3 thì chúng ta mới có phần bài học này. Giờ cố gắng học xong nguyện 2 cái đi rồi tới nguyện 3 mình sẽ tìm hiểu thêm ha. Và trước tiên mình sẽ biết nó là danh từ được thành lập từ một ngữ căn với một tiếp vị ngữ. Rồi đây là chủ cách, nó khác, nó có một số cách khác nhau so với cái danh từ cũ thông thường. Chủ cách là sách tha, số nhiều là sách tha rô, đối cách số ít là sách tha răng, số nhiều là sách tha rê, sách tha rô, sử dụng cách số ít là sách tha ra, số nhiều là sách tha bê ý, sách tha bê chí, chỉ định cách số ít là sách thú, sách thú nô, sách thú sát, số nhiều là sách tha năng, sách tha ra năng, số cách số ít là sách tha ra, số nhiều là sách tha rê ý, sách tha bê chí, sử dụng cách số ít là sách thú, sách thú nô, sách thú sát, số nhiều sách tha năng, sách tha ra năng, định sơ cách số ít là sách tha rí, số nhiều là sách tha rê sú, hô cách số ít là sách tha, sách tha, sách tha rô. Giờ để dễ cho các tử mình tập chia đó, mình xem cái bảng tóm tắt thì nó sẽ dễ hơn so với cái bảng chia đầy đủ. Thì một lát mình sẽ chọn các danh từ này để chia với cái bảng tóm tắt, tức là mình tập chia nó. Nào xem cái bảng tóm tắt. Rồi, đây là bản phân tắc của danh từ năm tánh vị ngữ. Ú có biến cách như sách cú đạo sư. Mình sẽ thấy ở đây nó có A-A-Rô, thì mình sẽ chia lại. Chủ cách số ít là sách tha, chứ là bỏ chữ gì? Dạ, thưa sư, chưa có thấy màn hình đó sư. Chưa thấy hả? Dạ. Dạ, thế rồi ạ. Ở đây mình khi mình chia mình sẽ bỏ cái chữ ú này ra. Chữ ú này ra rồi chúng ta ghép với cái đuôi với cái bảng này giống như mọi khi, tức là bỏ tiếp vị ngữ ú ra. Thì ở đây cách số ít là sắp tha ra, số nhiều là sắp tha rê hí, sắp tha rê hí, chỉ định cách số ít là sắp ú, sắc thu nô, sắc thu sát, số nhiều là sắc tha năng, sắc tha ra năng, số thứ cách số ít là sắc tha ra, số nhiều là sắc tha rê ý, sắc tha rê phí, đã dùng cách số ít là sắc cú, sắc thu nô, sắc thu sát, sắc số nhiều là sắc tha năng, sắc tha ra năng, định sở cách số ít là sắc tha rí, số nhiều là sắc tha rê sú, vô cách số ít là sắc tha, sắc tha, số nhiều là sắc tha rô. Đây lần nữa ha, thì chia lần nữa. Chủ cách số ít sách tha, số nhiều sách tha rô, đối cách số ít sách tha răng, số nhiều sách tha rê, sách tha rô. Đã dùng cách số ít sách tha ra, số nhiều sách tha rê hí, sách tha rê hí. Chỉ định cách số ít sách thu, sách thu nô, sách thu sát, số nhiều sắc tha năng, sắc tha ra năng, số thứ cách số ít sắc tha ra, số nhiều sắc tha rê hí, sắc tha rê hí, đã thuộc cách số ít sắc thu, sắc thu nô, sắc thu sát, số nhiều sắc tha ra năng, sắc tha năng, định sở cách số ít sắc tha rí, số nhiều sắc tha rê sú, hô cách số ít sắc tha, sắc tha, số nhiều sắc tha rô. Đó là cách tập chia của danh từ năm tính
bị ngữ cú có biến cách như là sắc cú. Bây giờ chúng ta tập chia bằng cách lấy các danh từ lúc nãy mình ghép vào với cái bảng chia này giống như là một thi. Rồi ai chia được chúng ta giơ tay lên để chúng ta tập chia ha. Anh Khánh có trên lớp học hay không ạ? Dạ, con Khánh nhà cô Phúc Duyên mời lớp chia bài học trình tự. Dạ, con có trên lớp. Dạ, cô Diệu Bảo. Bạch sư, con xin chia danh từ Chê Tú là người thắng trận. Chê ta. À, chủ cách số chê ta. Số nhiều chê ta rô, đối cách số chê ta răng, chê, số nhiều chê ta rê, chê ta rô, sử dụng cách số ít chê ta ra, số nhiều chê ta rê hí, chê ta rê phí, chỉ định cách số ít chê tú nô, chê tú xá, số nhiều chê ta năng, chê ta ra năng, xuất xứ cách số ít chê ta ra, số nhiều chê ta rê hí, chê ta rê phí, sở thuộc cách số ít chê tú nô, chê tú xá, số nhiều chê ta năng, chê ta ra năng, định sở cách số ít chê tá ri, số nhiều chê tá rí. Định sở cách số ít chê tá rí, số nhiều chê ta rê xú, hô cách số ít chê ta, số nhiều chê ta rô. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư, con xin chia danh từ dị Việt ngữ nam tính vị ngữ ú. Có biến cách như là quý nê tú là người hướng dẫn ạ. Chủ cách số ít quý nê ta, số nhiều quý nê ta rô, đối cách quý nê ta răng, đối cách số ít quý nê ta răng, số nhiều quý nê ta rê, quý nê ta rô, sử dụng cách số ít quý nê ta ra, số nhiều quý nê ta rê hí, quý nê ta rê phí, chỉ định cách số ít quý nê tú nô, quý nê tú xá, số nhiều quý nê ta năng, quý nê ta ra năng, xuất xứ cách số ít quý nê ta ra, số nhiều quý nê ta rê hí, quý nê ta rê phí, sở thuộc cách số ít quý nê tú nô, quý nê tú xá, số nhiều quý nê ta rê hí, quý nê ta rê phí, sở thuộc cách số ít quý nê tú nô, quý nê tú xá, số nhiều quý nê ta năng, quý nê ta ra năng, định sở cách số ít quý nê ta rí, số nhiều quý nê ta rê xú, hô cách quý nê tá, hô cách số ít quý nê tá, quý nê ta, số nhiều quý nê ta rô. Dạ con xin hết ạ. Mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ bạch sư, con xin tập chia danh từ nam tính vị ngữ ú có biến cách như quát tú là người nói ạ. Chủ cách số ít quát ta, số nhiều quát ta rô, đối cách số ít quát ta răng, số nhiều quát ta rê, quát ta rô, sử dụng cách số ít quát ta ra, số nhiều quát ta rê hí, quát ta rê phí, định chỉ cách số ít quát tú, quát tú nô, quát tú xá, số nhiều quát ta năng, quát ta ra năng, xuất xứ cách số ít
Wattara, số nhiều. Wattarehi, Wattarephi, sở thuộc cách số ít. Wattu, Wattuno, Wattusá, số nhiều. Wattanang, Wattaranang, định sở cách số ít. Wattari, số nhiều. Wattaresú, hô cách số ít. Wattá, Wattá, số nhiều. Wattaro, bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phước Duyên ạ. Dạ. Dạ, con chia sách phú Phật đạo sư. Chủ cách số ít, sách tha số nhiều, sách tha rô, đối cách số ít, sách tha ra. Số nhiều, sách tha rê, sách tha rô, sở dụng cách số ít, sách tha ra, số nhiều, sách tha rê hí, sách tha rê bí. Chỉ định cách số ít, sách phú, sách phú nô, sách phú xá, số nhiều, sách tha năng, sách tha ra năng, sách xí cách số ít. Sắc thà ra, sắc thà rê hí, sắc thà rê hí. Sở thuộc các số ít, sắc thú, sắc thú nô, sắc thú xá, số nhiều. Sắc thà năng, sắc thà ra năng. Định sở các số ít, sắc thà rí, số nhiều, sắc thà rê xú. Hồ các số ít, sắc thà, sắc thà, số nhiều, sắc thà rô. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin chia danh từ dị vật ngữ nam tính vị ngữ ú người đa tú cho sư, người cho. Dạ. Chủ cách data số nhiều data rô, đối cách số ít data răng, số nhiều data rê data rô, sử dụng cách số ít data ra, số nhiều, data rơ hí, data rơ phí. Chỉ định cách số ít, datu, datu no, datu xé, số nhiều, data năng, data ra năng. Xuất xuất cách số ít, data ra, số nhiều, data rơ hí, data rơ phí. Trở thuộc cách, datu, datu no, đa tút xé, số nhiều đa tê năng, đa tê ra năng. Định sở cách, đa tê rí, số nhiều, đa tê rơi xú. Hô cách, đa tê, số nhiều đa tê rô. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Thưa sư, con đọc bản biến cách nhân từ dị biệt ngữ nam quy nha tú thức giả nam tính vị ngữ ú. Chủ cá số ít quy nha ta, số nhiều quy nha ta rô, đối cá số ít quy nha ta răng, số nhiều quy nha ta rê quy nha ta rô, sử dụng cá số ít quy nha ta ra, số nhiều quy nha Vinyata re hi, Vinyara te phi, chỉ định các số ít, Vinyatu no, Vinyatu xá, số nhiều Vinyata năng, Vinyata ra năng. Xuất xứ các số ít, Vinyata ra, số nhiều Vinyata re hi, Vinyata re phi, sở thuộc các số ít, Vinyatu, Vinyatu no, Vinyatu xá, số nhiều Vinyata năng, Vinyata ra năng. Định sở các số ít, Vinyata ri, số nhiều vi nha ta rê số, hồ cát số ít vi nha ta số nhiều vi nha ta rô. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin chia danh từ có biến cách như sách thú nam tính vị ngữ ú. Con xin chia danh từ là sô tú, là người nghe sư. Chủ cách số ít, sota, số nhiều, sotaro. Đối cách số ít, sotarang, số nhiều, sotare, sotaro. Sử dụng cách số ít, sotara, số nhiều, sotare hí, sotare phí. Chỉ dùng cách số ít, sotú, sotú no, sotú xá, số nhiều, sotanang, sotaranang.
số sư cát số ít, số ta ra số nhiều, số ta rê hí, số ta rê phí, sở thuộc cát số ít, số tú nô, số tú xá, số nhiều, số ta năng, số ta ra năng, định sở cát số ít, số ta rì, số ta rí, số nhiều, số ta rê số, hô cát số ít, sô tá, sô ta, số nhiều là sô ta rô, thư sinh xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin danh từ Lát Tú là cháu trai. À, chủ các số ít, Lát Ta, số nhiều Lát Ta rô, đối các số ít, Lát Ta rô, số nhiều Lát Ta rê, Lát Ta rô. Đối các số ít, nát ta số ít, nát ta ra số nhiều, nát ta ra ý, nát ta ra phí, chỉ định các số ít, nát tu nô, nát tu xá, số nhiều, nát ta nào, nát ta ra nào, số sư các số ít, nát ta ra, nát ta ra ý, nát ta ra phí, sở thuộc các số ít, nát tu nô, nát tu xá, số nhiều nát ta năng, nát ta ra năng, định sở cát số ít, nát ta rí, số nhiều nát ta rí xuống, hô cát số ít, nát ta, số nhiều nát ta rô. Dạ thưa sư, con xin hết. Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nam tính dĩ ngữ ú như là đa tú là người cho, chủ khách số ít, đa đa ta số nhiều, đa ta rô, đối khách số ít, đa ta năng số nhiều, đa ta rê, đa ta rô, sử dụng khách số ít, đa ta ra số nhiều, đa đa ta rê hí, đa ta rê biết, sử dụng cách số ít, đa tú nô, đa tú xá, số nhiều, đa ta ra năng, xuất xứ cách số ít, đa ta ra, số nhiều, đa ta rê hí, đa ta rê biết, sử dụng cách số ít, đa tú nô, đa tú xá, số nhiều, đa ta năng, đa ta ra năng, chỉ định cách số ít, đa ta ri, đa ta ri số nhiều, đa ta ri số, hô cách số ít, đa ta số nhiều, đa ta rô. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Dạ. Dạ, chúng ta học tiếp phần hiện tại phân từ. À, đây là phần hiện tại phân từ. Trước tiên là chúng ta học về cách hình thành. Hình thành thì hiện tại phân từ nó được hình thành từ hai tiếp vị ngữ. Hai tiếp vị ngữ đó là anh tá và ma nát. Thưa sư, chưa vô bản hiện tại phân từ sư ơi. Hả? Màn hình cái hiện tại phân từ. Dạ, màn hình sư đang chia sẻ đang chỗ chia âm từ sa tú. Dạ,
đấy chị ạ. Dạ, dạ có rồi anh sư. Hiện tại phân trước tiên học về cách hình thành. Thì ở đây hiện tại phân từ nó được thành lập bằng cách lấy thành phần cơ bản của động từ ghép với hai tiếp vị ngữ là anh tán hoặc man á. Chữ này mình tạm đọc nó là anh tá, đọc giống như là có chữ A phía trước ha. Cho nên để thôi chúng ta rất là khó đọc. Anh tá và ma ná. Thì đây là cách ghép với tiếp vị ngữ anh tá. Anh tá được ghép với tất cả các thành phần cơ bản của động từ. Ghép với tất cả thành phần của cơ bản của động từ, tức là mình có bốn dạng động từ. Là động từ kết thúc bằng A, kết thúc bằng A, kết thúc bằng O, kết thúc bằng E. Dạng nào nó cũng có thể ghép với động từ anh tá cả. Dạ. Ví dụ ở đây mình cái chữ kha đó tí, dạng cơ bản nó là kha tá cộng với anh tá. Thì nó là kha anh tá, là đang ăn. Ở trong trường hợp mà hiện tại phân từ mà nó động từ cơ bản nó bằng A, thì khi ghép lại thì A nó bị đảo âm thành A. Ví dụ mình thấy ở đây là Ochina, thì khi mà nó ghép lại với chữ anh tá đó, tiếp viên ở anh tá thì nó là Ochina tá, đang hái. Caro ở trường hợp bằng O thì giữ nguyên nó. Ví dụ có Caro với anh tá thì nó là Caro tá, đang làm. Rồi DC thì chúng ta cũng giữ nguyên nó, DC với anh tá thì nó là DC tá, là đang viết. Thì nó là trường hợp hình thành hiện tại phân từ với tiếp vị ngữ anh tá. Với tiếp vị ngữ anh tá. Trường hợp thứ hai đó là hiện tại phân từ được hình thành với tiếp vị ngữ ma ná. Tiếp vị ngữ ma ná. Thì ở đây ma ná chỉ được ghép, tiếp vị ngữ ma ná chỉ được ghép với các thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm cuối là á và a, tức là nó hạn chế hơn so với ở trường hợp anh tá thì nó ghép được cả bốn dạng hiện tại phân từ, bốn dạng động từ cơ bản, thì dạng ma ná nó chỉ ghép được hai dạng thôi. Ví dụ như ở đây người ta cho nó là há rá cộng với ma ná thì là há rá ma ná, là đang mang đi. Đa đa với ma ná thì nó là đa đa ma ná, đang cho. Ở đây chữ A nó cũng bị đảo âm thành á. Rồi cá di rá cộng với ma ná, cá di rá ma ná là đang làm. Đi xây giá cộng với ma ná thì xây giá ma ná đang quyết. Thì đó là trường hợp hiện đại phân từ được hình thành từ tiếp vị ngữ ma ná, tức là nó chỉ ghép được với hai dạng thôi, đó là dạng á với dạng a, so với tiếp vị ngữ anh tá. Rồi bây giờ chúng ta xem cách sử dụng. Cách sử dụng hiện đại phân từ dùng như một tính từ khi chúng đi kèm với một danh từ, tức là khi nó đi chung với danh từ thì nó đóng vai trò là một tính từ, là một tính từ. Ở đây chúng ta có một câu ví dụ: Phu thi sát tô phút đa cát sát ra ma phút tô pati pati vi thi anu quá tắc mà nù nề quá xây nhà na xây nhà giá tắc nói khả năng a thi gai chi Bồ Tát đang hành theo phương pháp tu tập của vị thầy Phúc Đắc Cát ra mắt Phúc Pháp. Và đã đắc được thiền thi tưởng, thi thi tưởng xứ. Và đã đắc được thiền thi tưởng, thi thi tưởng xứ. Thì ở đây chúng ta thấy là cái chữ Anuvatamano
Anuputtamano thì nó là đồng tính, đồng tác đồng số với chữ Bodhisattva. Bodhisattva có hai cách viết ở trong trường hợp này. Mình có thể viết Anuputtamano ở vị trí này, hoặc là mình có thể viết Anuputtamano trước Bodhisattva để chúng ta dễ nhìn nó ở dạng tính từ. Thường theo cách mình viết thì mình hay viết như vậy, mà trong chú giải cứ hay đọc mà mình thấy đó là thường các ngài thường viết hay cái dạng này hơn, là vì cái hiện tại phân từ bên cạnh nó xài giống là tính từ thì đôi khi nó còn được dùng như là động từ vì nó đòi hỏi phải có túc từ, cho nên nó thường được viết ở dạng này hơn. Rồi trường hợp thứ hai, Ahang tham mang sunitum nisiranto gacchamane vupassi. Tôi đang ngồi nghe pháp, đã thấy các bạn đang đi đến. Thì ở đây tôi đang ngồi nghe pháp. Thì chữ đang ngồi nghe pháp ở đây là tính từ của chữ Ahang, là tôi, là nó cũng là chủ cách. Ahang ở trong trường hợp này khi dùng Nisiranto thì chữ Ahang ở đây là chỉ cho người nam. Tôi đang ngồi nghe pháp, đã thấy các bạn đang đi đến. Rồi các bạn ở đây là vô ở đây là cách chia của toan ở dạng đối cách số nhiều. Thì ở đây mình có hiện tại phân từ đó cái khám mà nè, nó cũng ở số nhiều, tức là đối cách số nhiều. Tí nữa mình học cái bảng của nó thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đó là trường hợp thứ hai, tức là hiện tại phân từ dùng như là tính từ. Nó có thể dùng như là tính từ cho chủ từ hoặc là cho túc từ ở trong câu cũng được, tức là nó có thể dùng tính từ ở bất cứ trường hợp nào. Thứ hai đó là hiện tại phân từ được dùng như là một danh từ khi chúng đứng một mình. Thì nếu mà hiện tại phân từ mà nó đứng một mình nó thì nó sẽ được dùng như là một danh từ. Ở đây chúng ta có câu là Sukha Nupassin Viharantan Maru Vassahati. Maru Vassahati tức là ác ma uy hiếp người. Vì khi uy hiếp người nhìn tình tướng. Xin mời cô Phúc Hạnh Tắc Hero ạ. Người sống nhìn tình tướng. Thì ở đây chúng ta thấy là cái người sống ở đây cái chữ Viharantan được dịch là người sống. Thật ra cái chữ Viharantan nó chỉ là dịch là trú ở hoặc là sống. Nhưng ở đây dịch là người sống là vì hiện tại phân từ ở đây nó được xài như là một danh từ. Hay như là một danh từ vì nó đi riêng lẻ một mình đó. Câu số 2 đó là ví dụ 2 đó là có Sukha Sita Vacha Appala Hu Ti Akupato. Đời khéo nói không có kết quả đến người không làm. Chữ Akupato ở đây đó là nó hiện tại phân từ của động từ Karo Ti. Nhưng mà ở đây nó còn thêm bất biến từ nó còn thêm chữ á là chữ ná là không. Đối với người đến người không làm ở cách thứ tư thì ở đây Cupato là làm, đúng ra thì nó chỉ được dịch là làm, nhưng mà ở đây người ta dịch là sao, người không làm thì chữ á Cupato ở đây nó được dịch là người không làm, tức là dịch như là một danh từ khi mà nó đi một mình nó. Đó là trường hợp thứ hai.
Rồi, vậy là hiện tại phân từ nó có hai cách sử dụng. Một là hiện tại phân từ dùng như là một tính từ khi chúng đi kèm với một danh từ. Rồi trường hợp thứ hai đó, hiện tại phân từ được dùng như là một danh từ khi chúng đứng một mình, khi nó đứng một mình. Tôi nói thêm, nó cũng có thể được dùng như là một động từ. Ví dụ như là trong cái, ở đây thì nó, người ta chỉ đề cập hai trường hợp, nhưng mà nó cũng có thể được dùng như là một danh từ. Ví dụ như ở trong trường hợp này chúng ta thấy là đang thực hành theo phương pháp tu tập. Thì ở đây cái chữ phương pháp tu tập nó là túc từ của Anuvatthamanu. Cho nên nó là túc từ của Anuvatthamanu, nên nó được dùng. Anuvatthamanu ở đây ngoài vai trò đóng vai trò giống như là tính từ thì nó còn giống như là động từ, trước nó cũng có túc từ. Hoặc là ở đây chúng ta thấy Nisidanto. Nisidanto đang ngồi, trước nó là Sunitung. Thì cái chữ Sunitung ở đây nó đóng vai trò cũng như là túc từ của chữ Nisidanto. Nisidanto. Dạ. Hoặc ở đây thì chữ Gacchamane, mặc dù ở đây nó là tính từ của chữ vô, nhưng mà hai anh này nếu mình gom lại thì nó đóng vai trò như là túc từ của Pasi. Thì con ở cái trường hợp này nó không phải, ở trường hợp này không phải, nó chỉ đi si đăng tô thôi. Rồi đó là phần phần bài học. Bây giờ mình xem bản chia của hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ á, mặc dù nó đóng vai trò là tính từ, nhưng mà nó không phải chia bản chia giống như là các danh từ, giống như là các tính từ thường. Nó chia theo bản chia của danh từ. Nhưng mà hiện tại phân từ đó, nó có cái bản chia riêng của nó. Tức là nó cũng có bản chia cả ba tính. Nam tính một bản chia riêng, trung tính một bản chia, và nữ tính một bản chia riêng. Cho nên mình học hiện tại phân từ thì mình lại phải học thêm ba bản chia. Học thêm ba bản chia nữa thì mình mới sử dụng hiện tại phân từ được. Thì đó là phần khó của hiện tại phân từ. Bây giờ chúng ta xem ở đây là hiện tại phân từ, bản chia của hiện tại phân từ. Rồi sau đó chúng ta sẽ tập chia thử. Ví dụ ở đây mình có chủ cách nó là cái chăn, cái chăn tô. Tôi nhiều cái chá tô, cái chăn ta. Đối cách số ít đó là cái chăn tăng, số nhiều cái chăn tê. Sử dụng cách số ít đó là cái chăn ta, cái chăn tê nát. Tuy nhiên cái chăn tê hí, cái chăn tê phí. Chỉ đừng cách số ít cái chăn tô, cái chăn tác sát. Tuy nhiên cái chăn tăng, cái chăn ta năng. Tuy nhiên cách số ít cái chăn ta, tuy nhiên cái chăn tâm tha, cái chăn tác ma. Tuy nhiên cái chăn tê hí, cái chăn tê phí. Sử dụng cách số ít cái chăn tô, cái chăn tác sát. Số nhiều cái chất tăng, cái chân tà năng. Đình sợ cách số ít, cái chất tí, cái chân tê, cái chân tâm hi, cái chân tác minh. Số nhiều cái chân tê xú. Hô cách số ít, cái chát, cái chà, cái chăng. Số nhiều cái chân tô, cái chân tà. Thì đó là bản chia của hiện tại phân từ ở dạng nam tính. Giờ đợi sư tí để sư tìm cái bản chia của nó để cho các Phật tử mình tập chia một tí ha. Thưa sư, có phải do hiện tại phân từ đang chia này nó có dùng như dạng tính từ nên nó có ba bản chia không sư? Để đi với ba dạng danh từ nam tính, nữ tính, trung tính. Cái gì? Có phải do hiện tại phân từ mình chia là dùng như tính từ á sư, nên mình phải có ba bản chia vậy để nó đi chung với ba danh từ là nam tính, nữ tính, trung tính không sư? Tức là khi mình sử dụng nam tính thì mình sẽ chia giống như bản nam tính, nữ tính thì mình sẽ chia giống như bản nữ tính, rồi trung tính thì mình sẽ chia giống như bản trung tính. Khi mình học cái bản nam tính trước đi thì sư sẽ nói thêm cái bản trung tính và nữ tính và trung tính. Bây giờ mình tập chia theo bản nam tính ha.
Rồi đây là cái bảng chia hiện tại phân tử ở dạng nam tính. Bây giờ mình chọn một hiện tại phân tử nào đó để mình chia theo cái này. Ví dụ nãy mình có cái thân tác thì mình sẽ chia cho nó đó là cái này, nếu mình đọc được Bali thì đọc Bali luôn đi ha, tại mình cũng lớp 2 rồi. Pathama eka vachana gacchan gacchanto bahu vachana gacchanto vachanta tutiya eka vachana gacchantam bahu vachana gacchante tatiya eka vachana gacchata gacchante na bahu vachana gacchante gacchante thi chatuthi eka vachana gacchato vachantassa bahu vachana na gacchatam gacchantanam bình tâm hi e có vai chân na yết gạch chặt ta gạch thành tâm hà gạch thành tắc mà phu vai chân na gạch thành tề y gạch thành tề phí chặt thì e có vai chân na gạch chặt to gạch thành tắc ta phu vai chân na gạch chặt tăng gạch thành ta nàng tâm hi e có vai chân na gạch chặt thi gạch thành tâm thi gạch thành tề gạch thành tắc mình phu vai chân na gạch thành tề suốt lập na e có vai chân na gạch cha gạch cha gạch hàng phu vai chân na gạch thành to gạch thành ta. Rồi bây giờ chúng ta thử chọn một hiện tại phân tử nào đó để tập chia. Ai chia được chia đi. Chia thử thôi. Dạ, xin mời cô Dự Bảo. Bạch sư, con xin tập chia hiện tại phân từ gác tranh tá dạng nam tính. Bát tha mà. Ê ca quá chá ná. Gác tranh. Ê quá. Bá hú quá chá ná. Gác tranh tô, gác tranh ta. Đu tí già ê quá cá chá ná gác chanh tăng bao hú quá chá ná gác chanh tê ta tí già ê cá quá chá ná gác chà tá gác chá ta gác chanh tê ná bao hú quá chá ná gác chanh tê hí gác chanh tê phí chá tút thì ê cá quá chá ná gác chá tô gác chanh tát xá bá hú quá chá ná gác chá tăng gác chăng ta năng bành cha mì ê cá quá chá ná gác chá tà gác chanh tâm hà gác chanh tát mà bá hú quá chá ná gác chanh tê hí gác chanh tê phí chát thi ê ca quá chá ná chát tô chát tăng tát xá bá hú quá chá ná chát tăng chát tăng chát chát tăng ta năng sát tá mi ê ca quá chá ná chát tá mi chát tá tí quy gì á chia bản gì nam tính sư. Dạ con chia bảng nam tính mà chia động từ gì? Dạ gác chanh. Gác chanh ta. Sao tôi đọc nghe kỳ vậy? Dạ con đọc là gác chá tí sát tá mi ê cá quá chá ná gác chá tí gác chanh tâm hí bá hú quá chá ná gác chanh tê xú a lá quá ba ná ê ca quá chá ná gác chá gác chà gác chăng bá hú quá chá ná gác chanh tô gác chăng ta con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Tự Phước Duyên ạ. Sư con xin chia động từ số 5 tới đang nghe
Tathama ekawachana sunan sunanto bahuwachana sunanto sunanta lupiya ekawachana sunantang sun bahuwachana sunante tatiya ekawachana sunata sunante na bahuwachana sunante hi sunante pi tatuthi ekawachana sunato sunantasa bahuwachana sunatang sunantanang panchami ekawachana sunata sunantang ha sunantasma bahuwachana sunante hi sunante pi tatthi ekawachana sunato sunantasa bahuwachana sunatang sunantanang satami ekawachana sunati sunantam hi sunante sunan sunantasmin bahuwachana sunante su alapana ekawachana suna suna sunang bahuwachana sunanto sunanta ya ha Phật tử Kim Cúc chưa mở micro ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ. Thưa sư, con xin chia lại. Hiện tại phân từ Gác Sơn Tá dạng nam tính Bát Tham Ma Ê Cá Vá Chá Ná Gác Trăng Bá Hú Vá Chá Ná Gác Trăng Tô Gác Trăng Ta Đu Tí Gia Ê Cá Vá Chá Ná Gác Trăng Tăng Gác Ba Hú Vá Chá Ná Gác Trăng Tê Ta Tí Gia Ê Cá Vá Chá Ná Gác Chá Ta Gác Trăng Tê Ná Ba Hú Vá Chá Ná Gác Trăng Tê Hí Gác Trăng Tê Phí Chá Tú Thi Ê Cá Vá Chá Ná Gác Chá Tô Gác Trăng Tá Xá Ba Hú Vá Chá Ná Gác Chá Tăng Gác Trăng Ta Năng Pan Chá Mi Ê Cá Vá Chá Ná Gác Chá Ta Gác Trăng Tâm Hà Gác Trăng Tá Sma Ba Hú Vá Chá Ná Gác Trăng Tê Hí Gác Trăng Tê Phí Chắc Tá Thi Ê Cá Vá Chá Ná Gác Chá Tô Gác Trăng Tá Xá Ba Hú Vá Chá Ná Gác Gác Chá Tăng Gác Trăng Ta Năng Sát Ta Mi Sát Ta Mi Ê Cá Vá Chá Ná Gác Chá Tí Gác Trăng Tâm Hí Gác Trăng Tê Gác Trăng Tá Smin Ba Hú Vá Chá Ná Gác Trăng Tê Xú A La Pa Ná Ê Cá Vá Chá Ná Gác Chá Gác Chá Gác Trăng Ba Hú Vá Chá Ná Gác Trăng Tô Gác Trăng Ta Thưa sư xin hết. À, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ. Con xin chia cái động từ sách tá. Sách tá được không sư? Cái gì? Sách tá. Sách tá. Sách tá. Chúng sanh đó sư. Được không? Không được hả? Tại phân từ mới được. Ồ, thôi vậy con đọc lại cái gắt sanh tá đi. Ở cuối bài của nó có hiện tại phân từ đó, có các hiện tại phân từ đó. Lấy ở cuối bài nó chọn ra. Ở cuối bài đó. Con chưa coi bài, thôi con đọc cái này đi cho nó thuộc lòng. Rồi, con xin đọc gắt chân tá bát tháp má e ca bát chân ná gắt chất tầm gắt chân tô bát hú quá chân ná gắt chân tô gắt chân tà đức tí giá e ca vá ná gắt chân tàm bát hú quá cá gắt chân tề tá tí giá ê cá vá ná gắt chành tà gắt chành tề ná
Tô gách chăn tát sát ba hú quá cá ná gách chăn tam gách chăn ta năng bát chăn mí ê cá vá ná gách chăn ta gách chăn tam hà gách chăn tát ma ba hú quá cá ná gách chăn tê hí gách chăn tê bí chát tí vi ê cá vá ná gách chăn tô gách chăn tát xa ba hú vá ná gách chăn tam gách chăn tát năng sa tá mí ê cá vá ná gách chà tí gách chăn tê gách chăn tam hi gách chăn tát min ba hú vá cá ná gách chăn tê xú a la ba ná ê cá ba ná gách chà gách chá gách chàm ba hú vá cá ná gách chăn tô chăn ta. Dạ con xin hết, để con coi lại bài lại. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Thưa sư, con xin chia hiện tại phân từ Olokenta đang nhìn dạng trung tính. Kawachana Olokentang Pahuachana Olokanta Olokantani Dutiyai Kawachana Olokantang Pahuachana Olokante Olokantani đã thi dạy cá qua cho não olo kata olo kante ná cho não olo olo kante hí olo kante phí cha tu thị cá qua cho ná olo olo kato olo kanta xá bao qua cho ná olo katang olo kanta năng bằng cha bề cá qua cho ná olo olo kata olo olo kantam ha olo kantasma bao qua cho ná olo kante hí olo kante phí cha thề cao quá cha ná ô lô cá tạ cá tô ô lô cành tá xá bao quá cha ná ô lô cá tăng ô lô cành tà năng sa ta mề cao quá cha ná ô lô cá tí ô lô cành tam hí ô lô cành tê ô lô cành tá smin bao quá cha ná ô lô cành tê số a la pa ná cao quá cha ná ô lô cá ô lô cà ô lô cành bao quá cha ná ô lô cành tô ô lô cành tà. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin chia hiện tại phân từ của Quan Đan Tá là đang đảnh lễ thưa sư. Ở dạng nam tính ạ. Bát tham mà ê cá quá chá ná quan đăng quan đăng tô ba hú quá chá ná quan đăng tô quan đăng ta đú tí gia ê cá quan đá ta quan đăng tê ná ba hú quá chá ná quan đăng tê hí quan đăng tê phí chá tú thi ê cá quá chá ná quan đá tô quan đăng tá xá ba hú quá chá ná quan đát tăng quan đan tà năng ban chá mì ê cá quá chá ná quan đát ta quan đan tam ha quan đan tát ma ba hú quá chá ná quan đan tê hí quan đan tê phí chát thi ê cá quá chá ná quan đát tô quan đan tát xá ba hú quá chá ná quan đát tăng quan đan tà năng sát tá mì ê cá quá chá ná quan đát tí, quan đan tam hí, quan đan tê, quan đan tát minh, ba hú quá chá ná, quan đan tê xú, a la pa ná, ê cá quá chá ná, quan đá, quan đà, quan đăng, ba hú quá chá ná, quan đan tô, quan đan ta. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã.
Dạ thưa sư, xin chia bản tập chia hiện tại phân từ cách chân tá dạng nam tính. Phát thêm mà ê kê quá chân ná cách chân tô. Bé hư quá chân ná cách chân tô cách chân tà. Rưu tí dế ê kê quá chân ná cách chân tăng. Bé hư quá chân ná cách chân tê. Tê tí dế ê kê quá chân ná cách chê tà. Cách chân tê ná. Bé hư quá chân ná cách chân tê hí, cách chân tê phí. Chết tức thì, ê kê quá chân ná, cách chê tô, cách chân tách xé. Bé hư quá chân ná, cách chê tăng, cách chân tân năng. Bé hư quá chân ná, cách chân tê hí, cách chân tê phí. Chết thì, ê kê quá chân ná, cách chê tô. Kết chân tất xé, bé hư chân né, kết chất tăng, kết chân tân năng. Chất tâm mì, ê kê quá chân né, kết chất tí, kết chân tâm hí. Kết chất, kết chân tê, kết chân tát mình. Bé hư chân né, kết chân tê xú. Ê lê bê né, ê kê quá chân né, kết chế. Cách chè, cách chằng. Bé hú quá chân ná. Cách chân tô, cách chân tè. Dạ thưa sư xin hết. Alo Khánh ơi. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin chia hiện tại phân từ Úc Găn Hăn Tá là đang học có được không ạ? Úc Găn Hăn Tá hả? Dạ. Con xin chia. Phát Tha Ma Úc Găn Hăn Ê cá quá chân á, Úc găn hăng tăn tô. Bà hú quá chân á, Úc hăng găn tăng tô, Úc hăng găn tăn ta. Tu ti già, ê cá quá chân á, Úc hăng găn tăn tăng. Úc đọc khoan. Dạ. Hiện tại phương tự đó nó hơi khó chia. Đúng, con thấy nó hơi khó chia nhưng con không tìm thấy cái những cái động từ đằng sau, hiện tại phân từ phía sau. Nhiều lắm con hả? Xin đọc. Dạ, con không thấy có ạ. À, Ulo Kim Tá, Cá Rôn Tá, Mành Tên Tá, Số Nành Tá, Bách Trà, Ma Ná thì không được. Đó, một số hiện tại phân từ đó. Trang 74 đó chị. Trang 74 ạ. Dạ. Thôi, thế thì con đọc sau đi, cho người khác đọc trước, con xin đọc sau, con tìm xem ạ. À. Dạ. Dạ, dạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền trước. Nếu mà sách mới, giáo trình mới, sư mới đưa ra thì đang 78 thôi. Vậy sư công gia dòng cái đồng từ xuống 58 rồi không sư? Rồi. Dạ, con xin cái bạn qua cái phần từ của đồng từ xuống nên tá. Ba thơ mà. Tại phân từ. Hay tại phân từ. Ba thơ mà. Ê cá quá chai ná. Xuống năng tô. Bá hú quá chai ná. Xuống năng tô. Xuống năng ta. Rú tí gia. Ê cá quá chai ná. Xuống năng tăng. Bá hú quá chai ná. Xuống năng tê. Tá tí gia. Ê cá quá chân ná, xú ná ta, xú năn tê ná, bá hú quá chân ná, xú năn tê hí, xú năn tê bí. Chá thúc tha, ê cá quá chân ná,
sunato sunantaksa bahuvachana sunatang sunantanang panchami ekavachana sunata sunantamha sunantatma bahuvachana sunantehi sunantevi katthi ekavachana sunato sunantaksa bahuvachana sunatang sunantanang tatami ekavachana sunati sunantamhi sunante sunantatmin bahuvachana sunantesu alabana ekavachana suna suna sunang bahuvachana sunanto sunanta yong si hết à. Xin mời Phật tử Lăng Lê. Dạ, thưa sư, con xin chia hiện tại phân từ Karonta là đang làm. Matthama, Ekavachana, Karonta, Karanto, Bahuvachana, Karanto, Karantanha, Karanta, Dutiya, Ekavachana, Karanta, Bahuvachana, Karante, Dutiya, Ekavachana, Trần. Dạ thưa sư, con xin chia từ Pachana Mana là đang viết rõ. Dạ được không sư? Gì? Pachana Mana là đang viết rõ. Không được. Mana không được, cái này nó gãy dạng âm tác, dạng Mana lát nữa mình sẽ học cái bản chia sao. Dạ, vậy con chuẩn bị lại, con nhường cho người khác đi. Con cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Bạch sư, con xin chia hiện tại phân từ số năm tá là đang nghe ạ. Dạ. Pathama eka vachana su nan tang sunanta sunanto bahu vachana sunanto sunanta tutija eka vachana sunantang bahu vachana sunante tatija eka vachana sunanta sunantena bahu vachana sunantehi sunantefi chatuthi eka vachana sunato sunanta sa bahu vachana sunatang sunanta nang panchami eka vachana sunanta sunantamha sunantasma bahu vachana sunantehi sunantefi chathi eka vachana sunato sunanta sa
Bahu Vachana Sunantang Sunantanang Satami Eka Vachana Sunanti Sunantamhi Sunante Sunantasming Bahu Vachana Sunante Su Ala Pachana Eka Vachana Sunanta Ta Sunanta Sunantang Bahu Vachana Sunanto Sunanta. Bạch sư con xin hết ạ. Mời Phật tử An Trần ạ. Sư, cái chỗ số 8 rồi số ít là chỉ đọc sai á, như số ná, số năng, số ná, số nà, số năng thôi à chị ơi. Sa thú cảm ơn. Dạ thưa sư, con xin đọc hiện tại phân từ gác chanh tá. Atama ekawachana gacchan gacchanto bahuvachana gacchanto gacchanta yutiya ekawachana gacchantang bahuvachana gacchante tatiya ekawachana gacchanta gacchante na bahuvachana gacchante hi gacchante bi chatutthi ekawachana gacchanto gacchantassa bahuvachana gacchatang gacchantanang anchami ekawachana gacchata gacchan tamha gacchan tasma bahuvachana gacchan tehi gacchan tevi chat chatthi ekawachana gacchato gacchan tassa bahuvachana gacchatang gacchan tanang sattami ekawachana gacchati gacchante gacchantamhi gacchantasmin bahuvachana gacchanteshu arahana bahuvachana gaccha gaccha gacchang bahuvachana gacchanto gacchanta. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Dạ, chúng ta xem lại phần còn lại của bài học. Cái đó là dạng bán chia, dạng nam tính. Dạng anh tám bản chia này là dạng năm tính, dạng anh tám ta chia nãy giờ. Giờ nếu mà ở dạng trung tính, ở dạng trung tính thì nó giống nam tính, nó chỉ khác với đối cách, chủ cách và đối cách thôi. Mình có cái chăn là chủ cách, số ít số nhiều thì cái chăn ta, cái chăn ta ní. Đối nhiều số nhiều, đối cách số ít thì cái chăn tăng, số nhiều cái chăn tê, cái chăn ta ní. Cái đó là lại dạng trung tính. Rồi bây giờ nếu mà trường hợp nữ tính, chúng ta xem trường hợp nữ tính. Các hiện tại phân từ được hình thành từ tiếp vị ngữ anh tá, như là cái thanh tá, cá rôn tá. Khi muốn sử dụng ở dạng nữ tính thì phải thêm tiếp vị ngữ y vào, và thêm tiếp vị ngữ y vào, và chúng trở thành cái thanh ti, cá rôn ti, và có biến cách như danh từ nữ tính Devi. Thì đây ở dạng nữ tính, từ cái thanh tá thì mình biến nó thành cái thanh ti, cá rôn ti, rồi mình chia nó dạng giống như cái bản Devi mà mình học hôm trước. Ở Devi này học chưa ta? Devi này mình chưa. Dạ bạch sư chưa học sư.
nghĩa là cái mà cái bài tập này chưa thực hiện được. Đến khi học cái chuyện dạng danh từ nữ tính vị nữ y thì mình mới thực hiện cái phần này được. Thì cứ ghi nhận nó ở đó ấy đi ha. Thì ở dạng nam tính, nữ tính thì cái thăm ti cá rôn ti, và nó sẽ có bảng chia giống như là chữ DV. DV DV biển quyển 2 này học rồi chứ. Biển 2 này học rồi, cái bảng chia biển 2 này học rồi. Chúng ta xem lại cái bảng DV ha. Rồi, cái đó là đối với trường hợp nữ tính của cái thăm tác. Rồi bây giờ chúng ta xem ở dạng mana thì nó sử dụng như thế nào. Đối với các hiện tại phân từ được hình thành từ tiếng Phi ngữ mana như gách kha mana, cái chi ra mana thì chúng có biến cách như sau. Nếu là nam tính thì chúng có biến cách như là danh từ nam tính nara. Như vậy thì nếu mình muốn xài hiện tại phân từ ở dạng mana thì mình sẽ chia nó theo cái bảng nara. Chia nó theo cái bảng nara, cái này thì nó dễ hơn. Còn nếu mà mình muốn xài nữ tính thì mình thêm cho nó tiếng Phi ngữ A để nó trở thành là cái Kamana, cái Viramana, và có biến cách như danh từ nữ tính Amma. Đó là dạng nữ tính Amma. Nếu ở dạng trung tính thì chúng có biến cách như là danh từ trung tính là Kula. Thì ở dạng mana thì mình sẽ nhớ lại ba bảng kia cũ. Nếu mình muốn sử dụng hiện tại phân từ ở dạng mana thì nam tính mình phải nhớ cho nó, nhớ đó là cái cách kia của nó giống như nara. Ở dạng nữ tính thì nó thêm a cho nó, và nó có cái bảng kia giống như là amma. Ở dạng trung tính thì mình có cái bảng kia giống như là kula. Như vậy để chúng ta nắm được hết hiện tại phân từ á, là mình phải nhớ là ít nhất là 6 bảng. Một bảng, 3 bảng ở anh tá, ở dạng anh tá, và 3 bảng ở dạng ma nắng. Nếu mà mình bây giờ chưa nhớ cái bảng kia dạng danh từ nam tính nara, nữ tính amma, trung tính của lá, thì học hiện tại phân từ nó rất là khó. Rồi lại còn dạng anh tác lại có thêm 3 bảng nữa, tức là dạng anh nam tính, dạng trung tính, rồi dạng nữ tính, dạng bằng y. Dạng nữ tính là dạng bằng y. Thì đó là phần bài học về hiện tại phân từ. Dạng bằng y thì nó chỉ bảng DB thôi, coi như mình ôn lại. Phần này là mình ôn lại cái các bảng kia mà mình đã học trước đây. Nó chỉ có bảng văn dạng nam tính thì nó có một cái bảng chia riêng của nó. Còn dạng nữ tính với lại ở dạng dạng nữ tính của cái thanh tá thì nó có bảng chia giống DV cũ rồi. Còn dạng ma nó dù nó có 3 bảng mà nó cũng chia giống như các danh từ mà trước đây chúng ta đã được học. Chúng ta đã được học kia còn cái gì nữa. Bây giờ mình thử tập chia cái đi. Đây là một số hiện tại phân từ lúc nãy. Thì đây là Oloken tác, Oloken tác, Caron tác, Gatham tác, Mantin tác, Sonan tác, Pajana mana, Piwa mana, Kunja mana, Rodanta mana, Wikinik quý trí na mà na. Bây giờ mình mới học sinh sẽ hỏi lại các bạn tử mình nghe thử ai hiểu kịp mình trả lời ha. Bây giờ cái chanh tá, Oloken tá, nếu mình muốn chia nó theo dạng tính từ ở dạng nam tính thì mình sẽ chia người ta chia theo bảng nào? Lớp có nghe không? Dạ, chia theo cái gách chanh tá với hải kia. Rồi, chia theo bảng gách chanh tá. Giờ nếu mà mình muốn chia nó theo bảng, theo danh từ trung tính thì chia sao? Hiện tại phân từ danh trung tính thì mình sẽ chia sao? Trung tính thì số 1, số 2 giống cái nam tính. Còn cái phần còn lại thì nó chia cái số 1, số 2 thì khác. Còn cái phần còn lại thì giống cái nam tính của gách chanh tá.
Rồi. Bây giờ thí dụ ở dạng cá rô thần tá, cá rô thần tá mà mình muốn chia nó ở dạng nữ tính thì mình phải làm người ta. Dạ, chia giống như đê quy, ví dụ cá rô thần tá chia là cá rô ti và thêm y. À, phải thêm y cho nó, nhớ là phải thêm y thì mình mới chia giống dạng đê quy được. À, cái đó là dạng dạng thần tá. Bây giờ chúng ta xem là dạng ma nát. Ví dụ như là bây giờ phái cha nát ma nát, bây giờ mình cũng chia nam tính thì mình chia nó làm sao? Dạ, thi theo bạn giống như là Nara thưa sư. À, đúng rồi, dạng Nara. Giờ thí dụ như là phí quá ma nát mà mình cũng chia nó dạng nữ tính, mình chia làm sao? Dạ, thì chia theo như Ama, Ama nữ tính. Tức là mình thêm A cho nó, sau đó mình chia theo bạn Ama. À. Giờ muốn chia theo ví dụ khuyên giá ma ná, nếu mình chia nó theo trung tính thì mình phải chia làm sao? Dạ, nếu mà trung tính thì số 1, số 2 thì giống như cái bảng hồi nãy sư để cái bảng trung tính chỉ khác là cái số 1, số 2 thôi à, chủ không khách phải, với lại đối khách. Dạ. Không phải. Sư tính là giống giống như cú lá, chị giống cú lá. Rồi, à, chị giống cú lá, chị giống cú lá. Cái này là nó bản dạng à, nó là ma ná. Dạ, con nhầm. Dạ. À, ma ná nhớ để ý hai dạng nó khác nhau hẳn. Dạ, dạ. Là, đóng vai trò là có thể đóng vai trò là tính từ, là danh từ, là động từ, nhưng mà cái bản chia của nó là khác hẳn. Dạ, dạ. Nhầm hẳn, chúng ta để ý cái đó. Nên nếu mà nói hiện tại phân từ không á, nếu mà bản chia của nó là nó có đến 6 bản tính luôn bản. Dạ. Các bạn chúng ta phải để ý nó để khi mình làm bài tập rồi thì mình nhìn ra nó. Rồi cái đó là phần bài học hiện tại phân từ gì để con còn cái gì nữa. Bây giờ bình nhiên đó đi để kỳ sau mình sẽ đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, rồi nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ sửa bài tập này, chúng ta tham học như đây ha. Rồi mời cô Phúc Viên đi. Lại trả lời. Và buổi học đến đây là kết thúc ạ. À. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy. À. Chúng con kính chúc sư sức khỏe và an vui ạ. À. Và bây giờ xin mời quý Phật tử tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để lắng tâm về thầy kinh hồi hướng được phước. Xin mời Ngọc, xin mời cô Tịnh Hạnh đọc kinh hồi hướng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong rung hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiền. Akasatha Javamatha Devanagamahitika Punyang no anumodantu jirang rakhantu sasanang Akasatha Javamatha Devanagamahitika Punyang